tiếp chương 87. Mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình cho em xin 1000, tiếp phần trước. Chết rồi, Lâm Viễn triệu hồi tông sư cảnh tứ phẩm, để cho ngươi biết khoảng cách không thể chống lại. Từ Bắc vọng cũng triệu hồi côn bằng, nhanh chết đi, ta đang còn vội cốt người đấy. Lâm Viễn ngạc nhiên, côn bằng, đây là không thể nào, ngươi là cái thá gì, cũng xứng được gọi là côn bằng sao? Vừa dứt lời, hắn liền bị côn bằng của Từ Bắc vọng đánh cho bầm dập, Lâm Viễn run rẩy quay người bỏ chạy. Từ Bắc vọng liền ngăn cản, đứng lại, ta cosplay vẫn chưa chơi đủ đâu sao có thể thả ngươi đi được nói rồi cậu lại triệu hồi côn bằng phóng thẳng xuống tim của lâm viễn từ bắc vọng tiến đến vẫn chưa chết luôn sao rồi cậu kết liễu hắn đồ tốt của thiên thần điện này vẫn nên để ta phát huy mới được chuyển cảnh đến phía tiêu phàm anh ta sốt ruột không biết quân lâm có tìm thấy danh huynh hay không từ bắc vọng lúc này đã hóa thân thành lâm viễn xuất hiện mọi người xôn xao quân tư liệt quay lại rồi từ bắc vọng đắc ý xem ra không bị lộ một người không thích cải trang như mình lại đi mô phỏng tên thiên tài làm màu này vẫn là có độ khó tiêu phàm e dè quân tư liệt có tìm thấy danh huynh chưa từ bắc vọng nghĩ thì ra là hắn chạy về là để quân lâm đi tìm mình rồi cậu mỉm cười hắn đã tìm thấy chứ khắc không chịu nộp lên bị ta giết rồi tiêu phàm cắn răng ngươi từ bắc vọng hỏi ngươi không phục sao tiêu phàm liền im lặng thầm nghĩ phải nhẫn nhịn bản thân nhất định phải nhẫn nhịn bây giờ mà lật mặt đừng nói là đi hải vực cực bắc đến ngay cả tính mạng cũng không giữ được danh huynh đợi tiểu đệ ngạo thế cửu châu nhất định sẽ thay huynh báo thủ để huynh ngậm cười nơi chín suối từ bắc vọng hỏi còn có ai không phục thì nói ra mọi người đều im lặng từ bắc vọng nói nếu như đều không phí lời bây giờ đi cực bắc hải vực chuyển cảnh đến cực bắc hải vực từ bắc vọng nhanh chóng chạm mặt với diệp thiên bọn họ cũng đến rồi phía trước xuất hiện một con rồng từ bắc vọng thầm nghĩ bậc thang đạp thiên mọi người xôn xao cửa này là vấn tâm trước top 5 có phần thưởng nhanh chóng lên bậc thang mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình cho em xin một nghìn đấy nhé trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người donate càng yêu